Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 16 tháng 6 năm 2020. Nước Mỹ đang có một màn kịch nhân quyền mới. Đó là màn kịch chop. Chop nếu mà đọc liền thì đó là chặt, chém, chặt. Tại sao có cái tên chop này? Cách đây 8 hôm một số người trong Black Lives Matter và nhóm Antifa đã chiếm được sáu phố đường của Seattle và họ thành lập là Capitol Hill Autonomous Zone được gọi là Jazz Nhưng cách đây vài hôm thì họ đổi tên là Chop trong một cái ý nghĩa là Chop thiệt chặt chém thì họ đó là Capitol Hill Organized Protesters Organized tức là tổ chức Protesters là những người biểu tình những người biểu tình có tổ chức thành lập ra nhà nước đó gọi là Capitol Hill là đó là cái đồ thủ đô <laughs> là chop nó là một cái chuyện cười bây giờ thưa quý vị tối hôm chủ nhật thì ở trong cái khu vực đó có một người chủ bán xe bà bán bán bánh xe là bán cái này cái nọ đó bán bánh xe thì có một người biểu tình đã đi vô cái hàng rào khu vực của ông ấy và đi vô trong cái tiệm của ông ấy dự định là đốt cái đốt cái chỗ của ông ấy thì người chủ nhà đó người chủ tiệm đó, thấy vậy mới gọi 911 cảnh sát và ông rút súng ra ông dí cái người đó ở lại không có cho đi ra khi mà gọi cảnh sát xong nói, thưa quý vị cảnh sát không có vào cảnh sát trả lời là cảnh sát không có đụng chạm gì cái khu vực đó hết tại vì khu vực đó đã được gọi là khu vực không có cảnh sát Free Police Zone như là hội đồng thành phố của Seattle đã biểu quyết uhm. thế thì cái người chủ nhà đó họ nói là Chứ chúng tôi cần có xe chữa lửa tới nhưng mà xe chữa lửa tới thì thưa quý vị họ cũng không dám vào khu vực đó vì không có cảnh sát không có cảnh sát không dám vào thế rồi những người biểu tình đó, họ mới đạp hết cái hàng rào của cái cái chỗ bán 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 xe đó họ vào họ áp lực chủ nhà phải trả tự do cho cái người mà dự định đốt cái building đó Thì chủ nhà phải trả tự do liền họ gọi đó là organized protesters là những người biểu tình có tổ chức rồi á hôm nay là hội đồng thành phố của Seattle đưa đến một cái sự thỏa thuận với cái nhóm chóp này. Tức là bây giờ đó là họ sẽ di rời hết tất cả những cái hàng rào trắng bằng gỗ hay bằng nhựa và sẽ đặt cái hàng rào bằng bê tông cốt sắt để cho các xe cổ có thể chạy qua được mà không sợ bị bị chậm. Thế tổng thống Trump có tweet cho bà tweet ra nói rằng là bà thị trưởng Duncan và ông uh, thống đốc tiểu bang Washington là ông Jay Inslee là cần phải làm những hành động để lấy lại sự an bình của thành phố. Thì hai người này tặng lờ vì họ đảng Dân Chủ. Họ nói bây giờ để thực nghiệm một khu vực không có cảnh sát như thế nào cứ tảng lờ thôi muốn làm gì làm đi tổng thống có dám làm không tổng thống là liên bang bây giờ nói rằng là đe dọa nếu mà không có giải quyết thì ông có thể đưa quân đội vào để giữ tái lập lại trật tự cho nước cho tiểu bang Washington nhưng hai người kia chủ trương nước Mỹ là tản quyền họ có về bên quốc gia của Oregon ở uh, của Washington và họ có cảnh sát của um, của Seattle, họ không tuân thủ tổng thống. Có dám đem đem quân vào hay không là một chuyện khác nữa. Đây là một sự thách thức rất rõ ràng cái gọi là nhân quyền trò hề. Cái gọi là nhân quyền trò hề. Đài Fox tố cáo cái việc mà gọi là cảnh sát không chịu can thiệp để giữ an ninh cho cái chủ nhà bán bánh sơi đó thì bà thì bà cảnh sát trưởng da màu là bà best bà nói là chứ không có đâu tôi đâu có ra chỉ thị đó bao giờ lúc nào cũng giải quyết vấn đề một cách ngon lành hết thưa quý vị đó là không không đúng sự thật vì những cơ sở ở tại cái khu vực bị chiếm đóng đó họ rất sợ tính mạng của họ không có an toàn Cơ sở làm ăn của họ có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào mà không có ai can thiệp. Đó là nhân quyền đó. Đó là quyền tự do ngôn luận, đó là cái quyền gì họ nói rằng là chứ không cần có cảnh sát đó. Đó là quyền không cần có cảnh sát. Thật lạ lùng. Nước Mỹ đang đưa đến một cái tình trạng tiếng Mỹ nó gọi là anarchy, tức là vô chính phủ ở những cái nơi đó và chính vì như vậy tổng thống trump e ngại nhóm antifa kích động các nơi nên tổng thống trump ngày hôm nay ký một cái sắc lệnh tổng thống executive order ra lệnh là cải tổ lại cảnh sát cái ngành cảnh sát cải tổ lại cái ngành cảnh sát đó thì tổng thống Trump nói rằng là trên liên bang sẽ hỗ trợ cho những cơ quan chính quyền địa phương từ vấn đề quận hạt cho đến là uh, các cái uh, territory tức là thuộc địa hoặc là luôn cả tribal tức là nước Mỹ vẫn có những cái chỗ mà nó gọi là thuộc về của của những người dân địa phương ở đây là, là, dân mọi đó thưa quý vị nó chứ mọi thì không đúng nhưng mà dân dân đã ở đây từ đời từ xưa hoặc là của liên bang của tiểu bang nếu mà được huấn luyện thì phải huấn luyện theo cái tiêu chuẩn của liên bang và cách giám định cảnh sát như thế nào để cảnh sát không có những cảnh sát có cái tính tâm thần mà hoặc là cái gì đó gây ra nguy hiểm cho cộng đồng cho những người da màu vân vân thì hôm nay tổng thống Donald Trump có ký một cái sắc lệnh tổng thống là cải tổ ngành cảnh sát phải để cho các ngành cảnh sát á, đưa đến một cái uniformity tức là đi theo một cái quy định chung, huấn luyện cảnh sát lại, không thể để cảnh sát uh, mỗi một thành phố bây giờ đó là mỗi một thành phố họ huấn luyện theo kiểu của họ. Thì bây giờ đó là tổng thống Trump nói rằng là chứ nếu muốn nhận được cái tài trợ của liên bang thì phải đi theo cái quy định của liên bang, huấn luyện lại. Điều đó đó những người mà có tư tưởng tiến bộ và kỷ luật tiến bộ và phải có cái luật đó, như bản thân tôi thì rất thích thú vì xã hội có tự do nhưng mà phải có trật tự chứ không phải là vô chính phủ kiểu giống như ở tại chop à, tiểu bang washington và thành phố Seattle muốn được cái ngân khoản của liên bang cho cảnh sát thì cần phải đi theo cái quy củ chứ Chứ bây giờ giống như bà thị trưởng đơn cân tặng lờ. Ơi, cái đó là bây giờ nó cảm thành một cái khu vực họ muốn làm gì họ làm. Coi như nó không có hiện diện trong thành phố Seattle. Có vị có thể tưởng tượng được không? Và luôn cả ông thống đốc của Washington là ông Jay Inslee ấy, coi như cũng mắt nhắm mắt mở. Tôi không biết gì hết. Ôi trời, cái chuyện đó không phải là của tôi. Những cái người mà thương gia ở trong cái khu vực đó, đó thì ráng chịu đi để chúng tôi thực nghiệm một kiểu mới thực nghiệm một kiểu mới thật lạ lùng của nước mỹ bước sang một cái cảnh vô chính phủ một nhà nước được sanh ra đời đó là chóp trong một thành phố seattle trong thành phố seattle họ nó không cần có cảnh sát bây giờ đó là chính quyền của thành phố lại cộng tác với họ đưa các cái hàng rào bê tông cốt sắt chặn lại giúp cho họ có một cái phương tiện cách ly với thành phố trong cuộc đời tôi chưa bao giờ ở nước Mỹ thấy có cái cảnh loạn như vậy chưa bao giờ thấy có cảnh loạn như vậy đó là nhân quyền của đảng Dân Chủ thưa quý vị. Đó là nhân quyền của đảng Dân Chủ họ rêu rao. Họ rêu rao. Tôi ước gì những cái người như là bà thị trưởng Đân Kinh á. Bà ở trong cái xấu block đường đó thì bà mới hiểu được cái cảm giác của những người chủ nhà ở nơi đó như thế nào. Rất sợ hãi. Ngay cả những người mà tới làm Phóng viên đó thưa quý vị Họ cũng rất e ngại Tại vì có những cái người trai trẻ tới rồi Hung hăng lắm Thì họ nói không không tôi tới đây Tôi không phải là cảnh sát Tôi cũng chỉ là một người tường trình sự việc thôi Còn cái khu phố đó Vừa mới chiếm đóng được thưa quý vị 8 ngày rồi đó Thì quý vị xem thấy không Nhiều graffiti Tức là họ xịt sơn á, vẽ tường sơn đủ thứ hết đó là tự do đó cái tự do của họ nó xâm phạm cái tự do của người khác là những chủ căn hộ nơi đó nhưng mà chính quyền của những người như đảng dân chủ như bà đông Kinh như ông thống đốc jay insley không dám làm gì hết là vì sao đụng tới thì họ sợ cái đám Black Lives Matter đó và cái đám Antifa đó là lật đổ họ. Tôi cầu mong cho Tổng thống Trump mạnh tay hơn để dẹp cái loạn này. Kéo không á, người dân ở Seattle không làm ăn nổi. Ở Seattle cũng có rất đông người Việt Nam thưa quý vị. Nhưng họ không có ở trong cái khu vực này. Rất đông người Việt Nam. Tôi biết rằng là có những người nơi đó họ rất phập phòng lo sợ Không biết cảnh đó sẽ tràn qua bên phố của Việt Nam như thế nào Quý vị biết là những thành phố khác như Orlando thì gì đó Khi mà họ tràn đi biểu tình đó, Thì có những nơi họ đã đốt phá các cái tiệm nail của Việt Nam Có những nơi họ đốt các nhà hàng của Việt Nam Các chủ nhân của Việt Nam như vậy chưa bao giờ nghĩ Bản thân của họ tại nước Mỹ phải đối phó với một tình cảnh rất lạ lùng như thế. Rất lạ lùng. Đây là một trò hề nhân quyền mà đảng Dân Chủ ở nước Mỹ đang cổ suý. Một trò hề nhân quyền rất kỳ cục. Và họ cứ muốn là mang cái trò hề nhân quyền đó đem về Việt Nam. Hỡi chút xíu là nói là Việt Nam vi phạm nhân quyền, còn cái nhân quyền của họ ở đây, nó rõ ràng là làm cho các người chủ làm ăn không ra làm ăn được Không ai dám mở cửa tiệm hết Thí dụ như là ở tại Chicago thưa quý vị Cái hệ thống nhà hàng Walmart Là cái hệ thống bán cho bán rẻ Họ thích Những người da màu thích cái hệ thống nhà hàng Walmart này lắm Nhưng mà cái kỳ vừa quá Biểu tình đập phá đốt thì sao bây giờ Walmart không có muốn mở lại qua Walmart nhất định không mở lại Ở khu vực đó nữa Vì Chính những người da màu đó Chính cái thị trưởng da màu đó luôn Lúc đầu khi mà thấy người ta tràn vô đó Thì bà kêu khóc lùm, Tùm lum tùm, la hết Rồi bà nói rằng là chơi ơi kì Đừng có làm như vậy mai mốt không có Cửa tiệm ở tại nơi đây đâu sau một tuần người ta hỏi lại bà thì bà nói đó là cái quyền của con người á, bây giờ đó là mình phải điều chỉnh lại chứ còn tôi không có trách nhiệm gì hết lạ chưa bà lại thị trưởng mà bà để cho cái cảnh mà gọi là người ta tràn xuống người ta đập phá tan nát cái cửa tiệm Walmart và bà, bà cho rằng ở đó là tự do lúc đầu thì bà hoảng sợ sau thì bây giờ đó là bà phải nói theo cái kiểu của tụi Black Lives Matter là tự do Thế bây giờ Walmart nói là không, tôi có vô đó nữa Tôi dọn đi chỗ khác Ráng chịu Walmart là một công ty tư nhân Chứ không phải là công ty của chính phủ đâu Cái kiểu của Black Lives Matter Với cái kiểu mà Antifa nó vô chính phủ như vậy Nước Mỹ đang bị loạn lạc Làm ăn không được Không có ổn định chính trị Làm sao phát triển được kinh tế Cứ nói rằng là phát triển, phát triển, phát triển nhưng mà những cái công ty người ta đi vào Người ta ở đó Người ta có mặt như là target là gì đó Là quý vị xem thấy không Đập tan nát rồi hôi của Ai dám mở lại Ai dám mở lại khu vực đó Mà các công ty không dám mở cửa rồi đó Thì sao Dần dần cái khu đó nó sẽ xuống Chính những người Black Lives Matter Đang hại họ Chính những người Antifa Đang hại bản thân họ họ nghĩ rằng họ làm như vậy là sướng lắm à down the road trong tương lai gần thôi các công ty đó không có quay trở lại không quay trở lại thì sao thì họ bị chính những người đó bị tri khai thí dụ như cái công ty autozone công ty autozone ở, ở orange county tôi quý vị họ vô họ đập phá xong họ đốt nay mai họ cần những cái đồ các cái đồ phụ tùng phụ tùng của xe hơi đó thì họ đi đâu? Bây giờ đó là công ty ô tô họ nói là họ cũng không trở lại nữa, không cách nào trở lại được với một cái tình cảnh vô chính phủ như vậy. Mà các thị trưởng các cảnh sát mà người của dân chủ đó, như bà best ở tại Seattle bây giờ đó, ôi cái chuyện đó coi như chúng tôi nghe thôi để yên cho người ta free police dung Free Police Zone thì có những người trẻ nó loạn nó biết rằng là cảnh sát không dám tới đốt nhà người ta đốt cửa chiếm hôm nay không làm như ngày mai làm như cái tình cảnh mà cái chỗ mà bán xe bán đồ xe hơi bánh xe của ở tại Seattle đó nếu mà ông chủ tiệm không tới kịp mà dí súng thì nó đốt đốt cháy tôi cái, cái, cái cửa tiệm rồi làm gì làm gì đây là cái cảnh nhân quyền mới của nước Mỹ mà chủ sướng bởi đảng Dân Chủ chủ sướng của đảng Dân Chủ nó cho thấy một cái bộ mặt nhân quyền hề nực nức cười rất nực cười rồi họ cứ lấy cái cớ đó họ nói rằng là cái tổng thống Trump không có kiểm soát được nước Mỹ. Nên vận động trước tức là cuộc bầu cử này Tổng thống Trump phải ra đi. Và nó phải vận động làm sao cho các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa phải ra đi kỳ này. Là vì họ nói rằng là chứ vì đảng Cộng Hòa nắm quyền mà bây giờ đó, đảng Cộng Hòa không có đủ khả năng kiểm soát thì phải ra đi. Nên dự trù kỳ tới này thưa quý vị, nhiều người bình luận của Hoa Kỳ cho rằng ở tại thượng viện hiện giờ Đảng Cộng hòa được 53 ghế, Đảng dân chủ 47 ghế, nhưng không khéo tháng 11 này sẽ lật ngược lại, Đảng dân chủ sẽ được 51 ghế, Đảng Cộng hòa sẽ được 49 ghế. Đó là cái tình cảnh mới bây giờ chỉ do những cái cuộc bạo loạn do những cái chuyện mà gọi là Covid đang tăng triển đó là nhân quyền kiểu của đảng dân chủ là đấu tranh bằng kiểu mới dùng bằng kiểu này để mà đạt phiếu đó đa đảng đó lưỡng đảng đó lưỡng đảng mà nhiều người đang kêu gọi đó cho rằng đó là quyền lợi đó tôi rất sợ cái lưỡng đảng này luôn việt nam chỉ cần có một đảng mà làm việc cho đàng hoàng tốt hơn nhiều tốt hơn cái cảnh này nước mỹ đang thực nghiệm một cái cảnh nồi ra sáu thịt chỉ vì cái cảnh đa đảng này chỉ vì cái cảnh lưỡng đảng này lưỡng đảng đảng dân chủ chơi chiêu này rất dơ bẩn thưa quý vị nhưng mà họ vẫn vui vẻ thích thú miễn sao lật đổ được tổng thống trump miễn sao lật đổ được tổng thống trump giống như là ông Phó, cựu phó tổng thống và là, đang là ứng cử viên của đảng dân chủ bây giờ là ông Joe Biden chưa gì la làng lên rồi ôi tôi sợ lắm tôi sợ kỳ này là tổng thống Trump sẽ ăn cướp cái cuộc bầu cử la làng lên trước để mai mốt sẽ làm một cái chiêu khác của đảng dân chủ nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn hoàng dương ngày 16 tháng 6 năm 2020 về tình cảnh cái gọi là trò chơi nhân quyền diễu hề của Đảng dân chủ tại nước Mỹ và ngày hôm nay hẹn gặp quý vị chương trình sau